Dạ vâng, Quốc Hùng xin chào toàn thể tất cả bác và toàn thể tất cả các anh em. Thì được sự ủng hộ của tất cả anh em thì hôm nay em lại tiếp tục quay video test hoạt động của sản phẩm. Đó là con đổi của XC RMX1450. Thì con này thì em gửi tới anh Hùng ở thành phố Thanh Hóa. Đấy. Rồi, thì đó là hình thức phía bên ngoài của nó thì đục ra thì em đã chụp hình ảnh em gửi qua Zalo cho bác rồi. Chủ yếu là hôm nay em quay video nha, hình thức phim ngồi thì rất là đẹp nha. Đấy. Vâng, và đây là ngồi đằng sau này. Đằng sau thì chạm lo nó này. Đó, dây nguồn trời. Số series là 373 nha. Số series 373, công suất 450W trên kênh RMX1450. Đấy. Đường tín hiệu vào là Canon và 6 ly hoặc gió. Đường ra cổng Nutrix và bắp chuối và mỏ chim. Đấy. Hình thức thì cực kỳ là đẹp nha bác nha. Đục quang thì em đã quay video rồi. Số series là 363 nha. 363. Rồi ok, bật nguồn lên. Đấy. Rồi lên nhạc cho tất cả bác nha. Kênh 1 này, tắt là em ru nha, lên kênh 1 này. Kênh 2 này. Đó, em ru nha, hoạt động ok nha. Vâng, tất cả hoạt động ok nha. Rồi em xin phép kết thúc video để đóng gói gửi hàng cho các bác. Và con dưới là con khủng long Ramsar với cái bơ 9600 nha bác nha. Con này công suất mát là 3400W. Thì 42 con sò. 248. Thì 48 sò nha bác nha, 48 sò. Đó, với cái bơ 9600. 48 sò nha. Đấy, sò thăng Toshiba, con này cực kỳ là khỏe.
công suất ra lò là 800W trên kênh và công suất mát là 3400W. Con này có giá là 15.500.000. Có bác nào chốt thì alo em nha, dòng hóa số làm sao. Thì mọi chi tiết mua hàng tất cả bác liên hệ qua hộp và số điện thoại trong màn hình. Em xin chào và hẹn gặp lại.